Anh à, đây là báo cáo hoạt động của các câu lạc bộ hát văn trong 3 tháng vừa qua kể từ ngày thành lập nhá. Còn cái này là bản phân công cho các thành phần đoàn tham gia hội diễn toàn tỉnh. Anh xem đi. Này. Dạ. Từ giờ vào phải gõ cửa đàng hoàng nhá. Cơ quan thì phải có phép tắc chứ. Còn bao người. Vâng, em quên mất. Em xin lỗi. Em sẽ rút kinh nghiệm ạ. Anh có điện thoại này. Chị Son. Gọi cái gì đấy? Em gọi hỏi anh xem danh sách khách mời đám cưới của anh Tố khoảng bao nhiêu người để em còn đặt cỗ. Đang giờ làm việc, trao đổi sau. Thì anh phải nói cho em biết sớm để em còn lo liệu chu đáo chứ. Nếu không, bố lại bảo vợ chồng mình không nhiệt tình. Việc của anh Tố cưới là việc trọng đại của cả gia đình. Vội đến đâu thì phải có kế hoạch đàng hoàng. Không phải lúc nào cũng cuống cả kê lên như bố với em được. Thế nhá, tối về trao đổi lại sau. Anh Tố cưới thế mà em chẳng biết. À, mọi chuyện diễn ra cũng hơi nhanh. Nhưng chú cứ chuẩn bị tinh thần là cuối tuần này đi ăn cưới. Cuối tuần này luôn á? Ừ. Uầy, thế anh Tố yêu đương từ bao giờ mà nhanh thế anh? Cũng được vài tháng rồi. Hai người xác định đến với nhau. Bố của cô ấy bị bệnh nặng. Thế nên là anh Tố muốn tổ chức luôn để cho ông yên tâm. Cưới chạy tang à? Ờ, đại loại thế. Anh Đạt ơi! Anh Đạt! Gì nữa thế? Cái chuyện cưới xin của anh Tố ấy, nhà mình tìm hiểu kỹ chưa? Có chuyện gì à? Em nghe cứ thấy thế nào ấy, bây giờ lừa đảo nhiều lắm, anh phải cẩn thận ấy. Là sao? Thì đây, em có ông anh họ, con nhà bác ở dưới quê. Ông này cũng 40 tuổi rồi, cũng ế vợ y như anh Tố ấy. Nhưng mà một ngày đẹp trời nhá, dắt một người phụ nữ về ra mắt, đòi cưới ngay, bởi vì là bố của cô ta đang bị bệnh nani sắp chết. Gia đình thì thấy cô ta đẹp người đẹp nết, thế nên là đồng ý luôn. Nhưng mà vào cái ngày đi chụp ảnh cưới ấy, cô ta bùng luôn cùng với cả nửa tỷ. Chuyện xảy ra cũng một năm trời rồi, nhưng bây giờ ông anh vẫn đang sốc lắm. Cho anh xem này. Anh Tố đâu? Anh Tố đi chọn váy cưới với chị Tơ. Mà có chuyện gì đấy? Ôi giời ơi, đi gọi ngay anh Tố về đây, cả nhà mình bị nó lừa rồi. Lừa chuyện gì? Mà ai lừa? Anh nói gì em không hiểu, rốt cuộc là có chuyện gì? Đây, xem đi. À, đây là cô Tơ mà. Thế còn ông này? Là nó chứ còn là ai nữa. Còn bên cạnh ấy là anh họ của cậu Tiến. Năm trước ấy bị nó lừa mất nửa tỷ, sát ngày cưới rồi đấy. Chú Tiến cơ quan anh á? Ờ. Để bố xem nào. Ờ đúng. Cái Tơ đây. Anh Tố. Tố. Thế này là thế nào hả con? Bố. Đưa đây. Đưa vào đây. Con khốn nạn. Con khốn nạn. Ôi anh ơi, bình tĩnh anh ơi. Chứ mày đã đưa tiền cho nó chưa? Đưa rồi. Đưa hết rồi. Cả của bố, cả của tôi nữa. Là bao nhiêu ạ? 300 triệu của bố, 200 của tôi và 15 triệu của cô chú cho nữa. Ôi, bố ơi, chuyện đâu còn có đó mà bố. Anh cứ bình tĩnh, đưa bố vào nhà đã.